tốt hơn. Màu sắc nó khác hẳn rồi. Màu sắc nó ấy. Nhìn nó mập hơn chưa anh? Ruột mập hơn, nó mập hơn à? Mập hơn nhiều. Mập hơn nhiều rồi. Mập hơn hơn, màu nó tốt hơn. Phân ra thế nào anh? Phân nó chưa được như ý lắm. Nó được rồi nhưng mà nó vẫn chưa được như ý lắm. Cái này cái phân nó đang hơi nát này. Không, nó do ăn tôm không biết rồi nhưng mà nó vẫn đang còn hơi nát. Và cái lượng phân trong này nó vẫn đang còn ít. Nó phải nhiều phân. Tôi phải điều chỉnh cho ông 3 ngày nữa thì ở trong này nó có một cái bốc phân luôn. Bốc phân đen thui lùi luôn. Cái vấn đề anh nhìn ra thế được rồi. Ra cần phải chỉnh. Tức là nó phải có giải pháp. Chứ không có giải pháp là hỏng, nhưng có giải pháp là ngon rồi. Có đợi anh chứ để anh tránh cái đầu hai của tôi mày. Anh xin